Xin chào các bạn, mình là Huy, mình đến từ USA365 ở đà hàng từ Mỹ. Và hôm vừa rồi có một bạn ấy hỏi mình mấy câu rất là hay. Đó là khi mà các bạn mua hàng từ bên nước ngoài về Việt Nam thì cái hóa đơn đó như thế nào, đúng không? Và thứ hai đó là khi các bạn mà nhập hàng như này hay order hàng như này thì các bạn sẽ trả tiền trước hay trả tiền sau. Thì mình làm một cái video này để chia sẻ cho các bạn hiểu thêm. Thì đầu tiên mình sẽ trả lời câu hỏi thì đây, trên tay mình là cái thùng, một cái gói hàng từ bên nước ngoài về Việt Nam. Mình sẽ demo luôn trên cái gói này. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất là khi mà cái hóa đơn hàng hóa từ bên nước ngoài Việt Nam thì khi mua đã có rồi và khi về thì nó thì thường là có trong cái túi này luôn. Chút nữa thì mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn hiểu. Và câu số 2 là khi mà các bạn nhập hàng hay order hàng này thì các bạn phải trả tiền trước cho bên order. Thì tùy, nếu mà các bạn trả full giá thì các bạn sẽ được giảm cái giá gọi là giá mua hộ. Thì còn nếu không thì các bạn sẽ đặt cọc, ví dụ như 70% thì các bạn sẽ đợi khi hàng về thì sẽ trả nốt. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ phân tích rõ và cho các bạn xem một cái hóa đơn khi mà các bạn mua hàng nhé. Thì đây, các bạn có thể xem cái hóa đơn này, các bạn nhìn thấy đấy. Khi mà các bạn mua nhờ một bên mua hàng Mỹ cho các bạn thì và các bạn đã trả tiền cọc kiếc rồi thì họ sẽ tiến hành order và mua. Thì họ sẽ kèm cái hóa đơn, một cái hóa đơn khi mà mua sẽ có một cái hóa đơn luôn như này. Các bạn có thể nhìn thấy này, cái hóa đơn là con phim mua hàng này. Thì nó sẽ có số thứ tự order này, có địa chỉ ship này, có thông tin thanh toán các thứ này. Thì sau đó khi mà cái đơn hàng này thành công thì bởi không phải ai cũng mua thành công đâu các bạn nhé. Bởi vì mua hàng này là một nghề, nếu các bạn không biết mua thì thường tỷ lệ là không thành công rất là cao, nên các bạn phải cân nhắc điều này. Và khi mua thành công thì nó sẽ có một cái mail gọi là mail confirm. Tùy shop nhé, có những shop thì nó sẽ gửi theo mail confirm là đơn hàng nó thành công, nhưng có những shop thì không, và một số shop thì nó sẽ gửi một cái hóa đơn gọi là cái mail shipment ấy, tức là mail gửi hàng, nôm na như vậy, thì để gửi hàng cho các bạn. Thì sau khi các bạn nhận cái mail này thì nó sẽ rơi vào tầm tùy cái kiểu các bạn vận chuyển thì vài ngày thì đến kho Mỹ, và từ cái kho Mỹ đó thì về đến Việt Nam thì rơi, mình cứ tổng hết là khoảng tầm 3 tuần đến 1 tháng đi. Thì đấy, các bạn có thể tự tính. Thì sau khi 3 tuần đến 1 tháng thì đây, các bạn khi mà về thì các bạn sẽ nhận được một cái thùng hàng như này. Thì bên trong thùng hàng sẽ có những cái hóa đơn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kỹ một cái thùng hàng này. Khi mà thùng hàng này về nó sẽ có khối lượng này. Thì khối lượng của các bạn thì xem trong cái bảng mà tính giá bên mình ấy, nó sẽ ghi là ví dụ là cái loại hàng này loại hàng gì. Ví dụ đây, cái sản phẩm này của mình là thực phẩm chức năng, là nó sẽ có giá là 280.000 trên một cân. Thì mình sẽ tính cái này lên bao nhiêu cân thì sẽ tính ra bao nhiêu tiền. Đấy, thứ nhất là cái đó. Và bây giờ mình sẽ bóc cái thùng hàng này ra cho các bạn xem. À đây, mình cho các bạn xem thêm một chút nữa. Thì đằng sau những cái thùng hàng khi chuyển từ nước ngoài nó sẽ có một cái mã vận đơn. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ví dụ cái hai đây này, các bạn có nhìn thấy hai đây không? Thì cái này chính là cái vận chuyển ở trong nước của nó, từ cái địa chỉ, cái website đó đến địa chỉ Mỹ 2 ngày. Tức là cái này từ sau khi mua xong đến cái địa chỉ kho bên Mỹ thì mất 2 ngày này, các bạn có thể hiểu qua này. Còn đây là cái mã số checking này, như cái số vận đơn của mình. Ví dụ như là các bạn khi mà các bạn mua hàng trên Shopee, người ta sẽ có một cái giao hàng tiết kiệm hay giao hàng nhanh ấy, nó sẽ có mã số này các bạn check về nước ngoài thế. Còn đây là cái địa chỉ mà biết địa chỉ cái kho, cái nhận hàng bên Mỹ bên mình ấy. Bởi vì người ta mua hàng bên nước ngoài ấy, đều mua về một cái địa chỉ kho bên Mỹ rồi mới chuyển về Việt Nam. Còn trên cùng là cái địa chỉ của công cái website đó, đây các bạn có nhìn thấy địa chỉ website đó. Và đây là cái bill center, tức là cái thông tin thanh toán này. Các bạn có thể nhìn thấy ship date này, tức là cái ngày giờ ship này. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bóc cái túi hàng này ra cho các bạn xem nhá, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chuyện là cái hóa đơn đấy như nào. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thật kỹ này. Bây giờ mình sẽ cắt cái túi hàng này cho các bạn này. Cái túi hàng này từ công ty FedEx. Cắt một bên nhé. Đây, cái hàng đây nhé, mình còn chưa làm gì. Bây giờ mình sẽ dốc hết ra cho các bạn xem. Đấy, đây là một cái sản phẩm này.
Đấy, người ta bọc rất là cẩn thận. Cái này là túi, cái này là chống sốc này. Mà nhìn thấy chống sốc không? Đây là thực phẩm chức năng. Đây là cái chai thực phẩm chức năng của mình. Đấy, người ta phải bọc rất là cẩn thận như này. Thì đây chính là cái hóa đơn của họ, hóa đơn mua hàng này. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là cái hãng này. Khi mà các bạn mua về sẽ có này, cái hãng này. Hãng này, packing ship này. Đây, ngày giờ ship này. Ngày 4 tháng 10, bên nước ngoài thì họ điền tên khác nhau. Khác Việt Nam mình là cái ngày trước, họ sẽ để tháng trước. Ship to, đây là cái địa chỉ nhận hàng của mình bên Mỹ này. Checking, các bạn nhìn thấy mã checking chưa? Date, tức là cái ngày ship này. Checking này. Cái kiểu ship từ cái vụ vận chuyển trong Mỹ này, 2 ngày đến nơi này. Cái địa chỉ nhận hàng của mình này, số thứ tự order này. Khi mà các bạn mua hàng thì họ sẽ luôn có cái số thứ tự order này. Cái này thì mình không rõ là cái gì. Đây. Cái item này là tên sản phẩm này, các bạn có nhìn thấy này. Số lượng này. Order này, shipper tức là đây là cái mail, cái hóa đơn mà ship tức là shipped này, tức là cái hóa đơn này là tức là đã chuyển hàng thành công thì họ sẽ gửi cho, đây là cái tên sản phẩm này. Đấy, thì khi các bạn nhờ những cái người ta mua những cái sản phẩm bên nước ngoài thì các bạn sẽ có những cái hóa đơn như này, các bạn có thể hoàn toàn kiểm tra. Đây, đấy, thì đây là một cái hóa đơn giấy. Thì ngoài ra có lại có những cái công ty khác, khi mà các bạn mua những cái sản phẩm này về có hai trường hợp nhé. Đôi khi có những cái công ty không có cái hóa đơn giấy này, bởi vì khi các bạn mang từ bên nước ngoài về Việt Nam qua những cái công ty ấy, thì họ sẽ bỏ những cái hóa đơn này đi của các bạn để họ repack, tức là họ gộp hàng lại với nhau ấy, thì sẽ không có cái hóa đơn này. Thì các bạn có thể hỏi cái bên mua cho các bạn cái hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử nó cũng có những cái này nhá. Tí nữa mình sẽ để, bây mình sẽ cho các bạn xem hình luôn đây. Đấy là cái hóa đơn điện tử. Ngoài ra thì có một số bên, ví dụ các bạn mua thực phẩm chức năng hay là mỹ phẩm hay là những cái mặt hàng kiểu đại loại như vậy mà mua sỉ, mua số lượng lớn, thì họ sẽ có những cái website họ chuyên bán sỉ bên Mỹ, và họ mua cho bạn hàng của họ thì chất lượng đảm bảo, nhưng mà họ sẽ không cho các bạn xem hóa đơn, bởi vì đấy là cái nguồn bí kíp của họ và họ sẽ không cho các bạn biết. Nhưng các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm là khi các bạn kiểm tra những cái sản phẩm của các bạn, thì các bạn có thể check cái mã code của những cái sản phẩm đó. Đây. Thì trên mỗi cái sản phẩm đều có cái mã code này. Những cái mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các bạn nhìn thấy này, thì các bạn đều check được cái hàng hóa, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm những cái sản phẩm này. Thì video của mình đến đây là hết. Thì nếu các bạn còn câu hỏi nào thì các bạn có thể liên hệ với USA365 order hàng từ Mỹ cũng như Beauty365 để bên mình có thể là làm cái video để giải đáp sớm nhất cho các bạn về những cái vấn đề khi mà các bạn mua hàng từ bên nước ngoài về Việt Nam, hay là các bạn chuyển hàng từ bên nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh buôn bán. Cảm ơn các bạn.